Nối tiếp bản tin là một số tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trong nước. Mới đây, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, khiến cho 3 người tử vong và 2 người bị thương. Với những người chứng kiến sự việc, khoảnh khắc chiếc xe máy đang sang đường thì bất ngờ văng ra xa sau khi bị mô tô phân khối lớn tông trúng, khiến cho ai cũng không khỏi kinh hãi và ám ảnh. Ngày 13 tháng 6, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 12 tháng 6, trên quốc lộ 18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, một xe máy đang sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao tông trúng, văng ra tiếp tục va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Cả 3 chiếc xe máy, xe mô tô cùng bị hư hỏng nặng. Danh tính các nạn nhân đang được xác minh. Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an huyện Quế Võ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.